Bà con mình thấy cái tờ đó không? Đây là một cái tờ này, tôi sẽ cho quý vị đem về nhà làm bài tập nghe chưa? Ở đây mình không có gì, nhưng mà tôi ở trên tôi có cho cái thí dụ rồi đó. Chị thấy không? Thí dụ bây giờ tôi dùng cái động từ để động từ to see thôi. See là thấy nha. Thì see nó là một cái động từ bất thường, quý vị cũng về tìm cho tôi một cái động từ bất thường nhé. See nè. See là thấy, quá đã thấy thì là saw. Và đã bị thấy thì see. See. Ba chữ đó mình phải thuộc lòng nhé. Một bên là see, một bên là saw và một bên là see nhé. See, saw, seen nhé. See, saw, seen. Thì trong bài này đó tôi dùng cái động từ see. Quý vị thấy không? Qua cái chữ present đó, hiện tại, ngay chính giữa mình đã là hiện tại đó là present. Thì động từ là I see, là tôi thấy, thấy không? I see là tôi thấy. Tức là tôi thấy anh. Ví dụ như tôi thấy anh là, trong này chữ I see là tôi thấy, nhưng mà tôi thấy, ví dụ là tôi thấy anh hồi nào? Ngay bây giờ. Thì mình là I see you, là tôi thấy bạn, thì tôi thấy chị, tôi thấy anh, tôi thấy ông, thấy bạn. I see you right now, ngay bây giờ. Thì mình dùng cái I see đó. Trên bản tôi viết cái chữ see, thấy không? Đó, chữ see đó là khi nó còn nguyên, chưa có bị chia ra. Tiếng Việt Nam của mình là nói là tôi thấy, hôm qua tôi đã thấy và ngày mai tôi sẽ thấy, nó rất dễ. Nên người Mỹ học tiếng Việt mình sướng lắm, học chỉ có chữ thấy thôi. Còn mình học tiếng Mỹ phải học see, rồi phải nhớ saw, rồi phải nhớ see nữa. Nè, khó hơn nhiều, không biết tại sao mình lại đi kiếm tiếng Mỹ mình học gì vậy biết. Không khó mà lại đi học. Ở Việt Nam như vậy em đang có tiền lắm quý vị. Tôi có người học trò, người bạn dạy anh Văn cho tôi ngày xưa thôi. Tôi muốn dạy anh Văn, mà bây giờ Việt Nam ông có mấy chục trường anh Văn đấy. Cho nên cái see, saw, seen đó mình thấy là see đó là thấy. Mình thấy phải thuộc lòng saw và phải thuộc lòng seen rồi. Không có cách nào khác, giống như hồi nhỏ mình đi học, thầy giáo bắt học cửa trường. Thì mình phải học 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6, 2 lần 4 là 8. Hiểu không? Phải học vậy. Thì bây giờ Mỹ, tiếng Mỹ cũng phải vậy. See, saw, seen. Go, went, gone. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Nhìn nữa. Mấy cái thường thường mình xài. Go, went, gone. Have, do, did, done. Can, good, mấy cái thường thôi à. Nhưng mà cũng may cho mình nó có chừng 100 động từ mình thuộc rồi. Mình hồi xưa, hồi nhỏ mình học tới mấy cái lần? 9 cái lần, cửu mà, cửu chương, cửu là 9 cái thường này, phải thuộc lòng hết. Động từ mà tôi ghét nhất là động từ chương số 9, phải không? 9 lần 1 là 9, 9 lần 2 là 18, 9 lần 3 cái tôi quên mất rồi. Còn tiếng Anh đó, chúng ta có 100 chữ thôi, phải thuộc nha. Tôi hồi nhỏ tôi đi học, tôi bị thầy phạt, bắt ở lại lớp 10 chép 1.000 chữ. Mấy ba cái động từ mắc dịch này. Mà phải ngồi viết, see, saw, seen, can, could, do, did, done. Do, did, done. Go, when, gone. Ai cho cái động từ đi? Take, taken. Eat, ate, eaten. Get, got. Drink, drank, drunk. Gì nữa? Mỗi người phải nhớ liền chứ. Bài, giống như là, tôi cho thì rap là giống như Mỹ đen mà nó khác. Buy, mua đó. Buy, bought. Sing, stop, hot. Drink rồi.
kiếm, kẹp, kẹp. Có mấy cái kẹp kẹp là giống nhau cũng đỡ mình chút. Forget, forgot, forgotten. Còn cái sướng lắm là gì? Cắt chữ nhau ấy. Nó y như tiếng mình cũng cắt, nó cũng cắt. Hả? Ý trời. Bút là gì? Bất hả? Put. Put, đúng rồi. Put là để cũng giống vậy. Put. Teach. Trong mấy cái cuốn sách từ điển đó, là có tôi ở đây thì gặp tới đâu mình học lần đó cho tôi có bắt mồi học tôi chưa, nghe không? Nhưng cái động từ mình xài đó là gì? See, saw, see. Rồi, nên là tôi dạy cho nó kỹ, học một lần nhớ đời luôn, không có đi học lại nữa, hay chưa? Ai bữa nay thì học là may mắn đó, có duyên đó. Bữa nay ai mà vắng mặt bữa nay còn mất cái bài này. Và mẹ không bao giờ mà biết cách xài cho nó đúng hết trơn, nghe không? Ok, present là tôi thấy, I see. Ví dụ như I see you là tôi thấy anh, yeah. I see the pen, tôi thấy cái viết, yeah. I see the pen. Nhưng mà nếu mà tôi I look at the pen, tôi dòm cái viết, mà tôi nhìn cái viết, I see the pen, I look at the pen là lúc là như thế này, coi nó dài, nó ngắn, còn see là thấy thôi, yeah. Còn tôi rình, I watch the pen, là tôi rình cái viết, có ai rình cái viết không? Có khi rình watch nha. Watch, when I drop it, watch. Đó, lúc đó là mình phải watch. Là phải tôi rình, không biết chừng nào nó rớt. Thế thì lúc đó là I watch the pen, now là watch. Em ở nhà mình rình cái gì? Mình nhìn cái, rình cái TV á. I watch the television. Chứ mình không bao giờ mình nói I see the TV á. Tôi coi truyền hình thì nói sao? I watch TV là tôi rình cái truyền hình. Sợ bị em đang trộm mất á, phải rình hay sao? I watch, nhưng mà phải nói là watch đấy. I watch television là tôi rình, hay tôi dòm, tôi coi TV. Nhưng mà cái gì nó xảy thì mình không biết, nhưng mà phải watch. Những cái đó phải nhớ thôi, thấy không? TV thì phải rình, quần thì phải đổi, thấy không? Put on your pants, Mỹ là đội quân không à. Put on your pants. Thành ra mình là đặc biệt lắm, nha. May là mình không có đội quân, nha. Nhưng mình khôn, nha. Ok, nói cho nó vui là quý vị dễ nhớ thôi, nha. Nhưng mà cái động từ nó là như vậy. Rồi bây giờ bước qua một cái dễ nhất là quá khứ là so. So là đã thấy, nghe không? Khi nào mình dùng so? Ai biết? Khi nào mình dùng so? Mình dùng so khi nào mình biết cái lúc mình thấy nó rõ ràng. Đó là ngày hôm qua, hồi nãy, 10 năm trước, 100 năm trước. Tức cái thời gian nó rõ ràng. Hai người nói với nhau biết đó là lúc nào. Tôi thấy mình hồi đó 20 năm trước. I saw you 20 years ago. Thấy không? Ông nhắc lại cái chuyện, ông nhắc với bà vợ. Ông nói hồi đó tôi thấy mình 20 năm trước trẻ lắm, đẹp lắm, dễ thương lắm. I saw you 20 years ago. Thì cái đó là mình dùng cái saw, thấy không? Hôm qua tôi thấy chị ở ngoài chợ. Yesterday I saw you in the market. Yeah. Hôm năm ngoái tôi thấy chị ở bên Tây. Last year I saw you in France. Thì mình dùng cái saw. Chứ đó là trong cái cột, tôi là để cái cột thuốc cuối cùng đằng đầu đó. Quý vị thấy không? Present thì tôi đằng trước.